Xin chào các bạn nha. Giới thiệu các bạn, đây là một cái máy phát cỏ đeo lưng hiệu là Ryobi MX143. Thì cái máy phát cỏ đeo lưng này có dung tích xi lanh là 41,5cc các bạn nhé. Thì là với đường kính nòng piston là 40 ly. Thì cái này đánh cỏ đánh bằng dây cước cũng khá là ok rồi. Thì cái máy này hiện nay đang bán rất là nhiều. Thì cái combo như thế này, trước mặt các bạn đây thì mua máy ở đây thì cả combo như thế này là giá là 3,5 triệu một máy. Thì sẽ có cả một kèm thêm một chai nhớt này, một cái mũ bảo hộ này, bát cước độ này, tất cả những cái phụ tùng của nó kèm theo nữa. Thì ngoài ra thì còn một cái lọ mỡ chịu nhiệt để bôi cái cần mềm nữa nhé. Đây. Ngoài ra kèm thêm một cái lọ mỡ chịu nhiệt này nữa. Thì đối với những cái dòng máy mà đeo lưng dạng ba lô như này mà có chạy cáp mềm ấy thì các bạn chú ý là mua cái mỡ chỉ chịu nhiệt như này để bôi. Thì cái mỡ bò thì có nghĩa là mỡ bò cũng được, nhưng mà các bạn nên mua cái mỡ chịu nhiệt ấy. Thì khi mà chúng ta đánh thì cái chỉ số mỡ, cái chỉ số bôi trơn của nó khác nhau lắm, cho nên là chúng ta nên chọn cái mỡ chịu nhiệt như này. Đó. Thì chúng ta bôi vào thì nó mới hiệu quả. Cái này có hai tác dụng, một là bôi cái cần mềm này, hai là ở chỗ cái đầu bò kia. Thì hôm nay mình lắp vào cái cần mình đang sử dụng, thì lắp vào cái máy đầu máy này để đánh thực tế cho các bạn xem cái công suất và cái hiệu suất làm việc của máy nó như thế nào. Ở đây các bạn nhé, đặc biệt là tất cả những người như mua máy ở đây thì cái chỗ phần cong này thì mình sẽ gia cố lại như này. Thì gia cố lại thì để cho cái hạn chế tối đa cái việc đứt cái cáp ruột này bên trong này. Cái này mình đánh có thể một năm mình chỉ thay một cái thôi. Đây cái cần của mình. Và kèm theo một cái bát cước độ lại như này. Thì bát cước này thì ai biết được. Thì bây giờ mình sẽ đánh thực tế và trực tiếp. Và đây là combo nhé. Đây là con Ryobi 143 hơi đen nhé. Có là các bạn mua hàng thì mua online, cho nên là đối với bất cứ một cái sản phẩm nào ấy thì chúng ta cũng cần tham khảo và cần biết cái công suất của nó. Thì như mọi lần và tất cả các loại khác thì mình sẽ đánh trực tiếp cái đầu máy này. Đây là cái đầu máy mới là Honda Ryobi MX143. Thì cái cần này thì cần của mình cũ, mình sẽ đánh trực tiếp như này cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Ok.